mình đào tạo một cái người như thì vậy đó là nó khó quá, tình với thầy nó khó là hơn người nuôi một đứa con nữa. Nuôi khó hơn, khổ lắm rồi, chứ đâu phải dễ. Mà họ bản chất của họ là bản chất nó quen, nó bình thường quá. Mà vô đây cái mình dắt về nó bắt đầu họ chui cái này mà lén cái kia, thậm chí như có người họ phải trốn đi nữa rồi, mà chịu không nổi họ phải trốn, họ leo rào họ trốn nửa đêm thì họ thích lót họ trốn. Mình thấy cũng tội thiệt đúng không anh, họ là vậy thì hơn đó thầy tiền quá. Mà một lần mà thầy dắt rồi đó, thì dắt nó cho thì chắc nửa đêm thì cứ lót trốn. Cái câu cho mình nó có là mình bây giờ nó lại giúp người khác tu, mà mong cho người ta thành đạt nó được một cái chuyện là không thể nào tưởng tượng mở được. Cái dẫn nó thật là sao cho chứ sao mà thấy kiên trì, thấy từ bi, thấy trí tuệ dữ lắm nè. Không thấy thầy cái tốt đẹp là giàu có thì từ bi về trí tuệ kiên đẩy cái gì đất đai cái gì nuôi bao nhiêu người mà kiên nhẫn bao nhiêu năm chịu được cái gì lắm nè. Nếu mà thật sự ra, nếu mà thấy tin đại có những hạt khác nhờ mới nhận chưa là không tin nhận, là không nhận mà tin nhận để mà tiến áp dụng lại. Thì coi như là 3 năm sau khi cái mùa hạ năm đó rồi đó, thì xét cửa sẽ tuyên bố với chúng người nào mà bước sau thầy thì trong 3 năm thầy dẫn đi tới nơi tới chỗ, còn ai mà không biết là thầy được thầy cứu ra khỏi cái gì biết đi. Thì cũng có số người sẽ biết tu, nhưng mà tôi chừng khác về tôi rất là họ nhé, họ sợ. Thứ nhất ăn thì không sợ rồi, cái thứ hai thì bắt đầu ngủ thì đến thì khá giúp cho họ, thì họ cũng có nhiều người. Coi như là năm mà thầy nhập thất đó là 20 người hay là 30 người hay là nhập thất cho nó ít, nhưng mà ăn vô ăn đó thì hơn phân nửa là đã biết lưu rồi, còn có 10 mấy người. Sau khi mà tới ngủ thì còn có 3 mấy người, nghĩa là cứ ngủ họ cũng sợ rồi, 3 mấy người còn ở lại. 3 mấy người ở lại mà tới chuyện thầy bắt hết đặc sư là không được nói chuyện, là rớt luôn hết, còn chỉ có 1 người. Tức là cái đặc sư nó khó hơn ngủ, nó khó hơn ngủ nói chuyện họ, nghĩa là bắt không được nói chuyện. Mà thầy đi thầy ở thăm, mà thầy đi chuyển xa thì đi tới đi lui sợ, mà sợ thầy nói bây giờ mà thầy cứ đêm với ngày mà thầy đi tới đi lui nội mấy ông ngày chừng 7 ngày xin đây đi hết rồi. Không có, thầy cấm là không được lao động, không được làm gì hết, không lo được cái tu à, không cho làm cái gì hết, thậm chí như xả quét sân cũng không cho, chứ đừng có nói mà đi quét sân rồi. À, thầy bắt cứ tu thôi, rồi thầy đi tới đi lui vậy, hết nào ở dưới nghe cứ thấy nó không có bao giờ đi ăn đi đâu vậy, mà 7 ngày tăng tuần để cái này đi cái con mà hết được, con sẽ tuôn vào mà đủ tầng 7, tầng 3, đủ đứng. Nó thầy khó quá thầy, nhưng mà nó tu chưa được chùa, nó lại sướng chết. Nó 3 bữa cũng được, thầy cứ ăn bữa, ngủ, cũng cho ngủ. Thầy nói thiệt đúng là tu đúng theo đạo Phật nó nhanh, nhưng mà cái sức người ta nó còn dịch nhiều lắm. Dịch ăn, dịch ngủ, rồi dịch vui chơi, thích nói chuyện, dịch sướng chết. Cho nên thầy thấy ban đầu thì dạy đó những cái đức hạnh nhẫn nhục tùy thuộc bằng lòng để ăn ngủ được tu, nó thì đi qua các ba cái đó là cái tiêu chuẩn để mà biết dạy sửa tu dịch thế nào phải ăn chịu hết. Cho nên ba cái đức mà nhẫn nhục tùy thuộc bằng lòng thầy mới giảng ra cái chức quan học được các bạn để đi dịch được hết, để lấy ba cái đó đức hạnh chịu hết. Còn đi sâu vào thiền định thì nó không phải thành ăn ngủ về đặc tư. Nó thôi mấy ông thầy vô đây tiêu qua cái hạnh này nói đánh nó tăng hát nó ghê luôn. Nhưng mà cái người nào quyết tu thì được, mà nó quyết tu thì chết được. Thầy nói như thế này, khi mà vào đây tu rồi nhất định là nát xương mới ra khỏi chỗ này chết, mà còn không sửa là nhất định là không rời khỏi chỗ này, nghĩa là đau nhất định chết bỏ chứ còn không được đi bác sĩ, không được phát bệnh quyết tử đó. Thì nói như vậy cho nên trong 3 năm vô đó thì thầy nói thầy đau không uống thuốc, thầy làm gương mà thầy nhất định đau không uống thuốc, không đi bác sĩ mà thầy đau thì chết thầy bỏ. Nhưng mà họ nói thầy có định rồi là sao thầy đau, còn tụi con làm sao có định. Thầy nói cứ theo thầy chết thì mấy con chết, mà thầy mấy con còn sống thì thầy thì mấy con cứ tu rồi chứ còn không biết đi ra coi. Nhưng mà nói đánh tới cái thọ là thầy thấy thôi, như cái người nào mà đánh tới thọ cũng bay nữa thì họ không dám chết. Thầy nói ít ra con đường này tu mấy con phải chết đi một lần thì mấy con mới sống lại, chứ mấy con muốn sống thì nó không có vô được đâu. Mình còn ham sống tức là mình còn ham, mấy người tu là ham sống coi như cái chết của mình coi như là đồ bỏ.
cũng như con là một chiến sĩ đi ra mặt trận thì con phải coi như cái chết của con trước mặt, coi như nó nhẹ như lông hồng rồi đó, nghĩa là lần tơi mũi đạn thì kể như là cái chết trước mắt rồi. Chứ con mà con thấy còn ham sống thì ra đó súng đạn quá rồi con chạy rồi tôi rồi là tướng mà chạy trước người ra đó thì chắc là lính rồi, chắc nó làm sao nó đánh nổi rồi. Thì trong cái mặt trận mà nội tâm để mà chiến đấu với cái tâm thân thì của mình nó là cái gì tướng đó mà mình chạy thì thôi rồi thì còn không được. Thì lúc mà tôi mà khó khăn như vậy đó thì cái sự kiên nhẫn, can đảm về tinh thần nó quan trọng hơn là sức khỏe phải chết quan trọng hơn. Nó cả giữa hai cái hết rồi con. Về sức khỏe của mình nó cũng quan trọng đó. Mà về tinh thần của mình nó cũng quan trọng. Đặt mong muốn cho nên nhiều đầu ta rèn luyện cái tinh thần trước. Rồi sau đó thì người ta thì giúp cho mình có những cái sức khỏe. Ví dụ như bây giờ trong cái quá trình mà tu tập người ta chọn lựa những người có sức khỏe người ta vô cho lưu tu, chứ còn cái cơ thể con bệnh về thì vô mặt khác đó thì ba bữa còn chết luôn hay đó chứ được nữa. Bởi vì cái cơ thể mình yếu thì mấy ông cái ông ba cái tiếp cận không có yếu bệnh như ông hoặc là khi chạy tỉnh đó. Mà thầy xét vô cái là mấy ông có cái cơ thể vậy là phải đi. Còn cái cơ thể như cái chú thầy chú ký ở bên đây nè, cái thầy mà đào đất xuống đất làm đó. Cái cơ thể đó là vô tu rồi. Nếu mà chị tu cơ thể đó là chị nhanh lắm. Cái sức lực đó là sức lực tu rồi. Mà bây giờ đem ra làm cái chuyện đó thì chị ổn lắm. Còn ông ấy là cái người đào đất như vậy, ông muốn ăn cơm này một bữa cho chị nói thôi. Rồi nó thật sự ra nó ăn hàng bữa nó làm. Nghĩa là coi như nó ở đâu nó cũng vậy, giữ gìn cái giới ăn hàng bữa. Chứ mình không ăn riêng cái gì, chỉ ăn cơm. Ví dụ như tối về ăn họ làm vậy thì nó ăn nhiều mặc bữa thôi lặt vặt nó phải lại không ăn thôi nữa, cứ ăn bữa mà cứ ăn nhiều. Ví dụ như một lần mà không có làm như vậy đó thì nó ăn một bát đầy thôi, còn nay thì được hết thì nó mới có đủ cái sức nó làm để mà ăn bữa. Hay thì nó hay thì phục rồi nó không xong rồi kể như nó cũng là quen rồi cứ ăn bữa. Chứ còn như người ta thì chịu. Ở đây nó uống thầy ở đây mà phụ làm cái gì đó thì cũng có thể ăn cái này kia lực lực ủy thức còn nó không nhất định là chế bỏ nó là cái dương phật đó. Thầy nghĩ rằng những cái người này thì sẽ đào tạo cái này rồi chưa, nó chưa thấy tu à, chứ nó mà tới tu nó đem cái sức lực đó mà nó tu thì là nó cái người đó họ sẽ đạt được cái này. Thầy biết hết là cái người nào mà tu được, cái người nào tu sẽ sao thầy biết. Nhưng mà cái duyên, để chờ cái duyên của họ khi mà nó qua cái đời đời này, lợi dụng cái sức của họ đó tạo cái tinh thần của họ, chiến đấu họ không có sợ chết mà cái người đó thành ra họ ăn hàng nữa, họ làm họ sợ, nó cứ là họ ra rồi. Còn mấy người nào ăn hàng nữa, họ làm họ sẽ mất sức, nó tự dụng 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 thấy không rõ lắm rồi, bởi vì ở đây nó có nhiều cái đặc biệt. Còn một người mà vừa qua cái thọ nó sẽ là cái thời gian thành họ ốp mặt mấy tháng mà ghét ở đây là cái gì mà ta được vượt lại họ. Họ đang gì vậy? Nó đang vượt. Cứ dùng cái tâm lực, cái tâm lực, cái tâm lực, cái tâm lực, cái chuyển qua cái tâm lực cái họ. Bây giờ thì thầy sẽ vượt qua được cái tinh thần cái này. Đó là cái vượt lên bằng tinh thần. Còn cái chỗ này thì kể lực cái tinh thần hàng giữa mà nó kể lại cái tinh thần.